Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá HTV. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đội tuyển U17 Việt Nam đã có một chiến thắng rất quan trọng với tỷ số đó là 2-0 trước đội bóng đó là đội tuyển U17 Myanmar. Và hiện nay thì đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ hai tại bảng Y của vòng loại U17 châu Á 2025 khi mà chúng ta có được 4 điểm, trong khi đó đội tuyển U17 Yemen với 2 trận thắng liên tiếp thì họ đang có được 6 điểm. Và như vậy là trong trận đấu cuối cùng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 10, thì thầy trò huấn viên Cristiano Ronaldo sẽ buộc phải có được một chiến thắng trước chính đối thủ này để chúng ta sẽ có được vị trí nhất bảng và đương nhiên là chắc chắn sẽ đi tiếp đến vòng chung kết U17 châu Á 2025. Đội tuyển U17 Việt Nam vừa qua thì cũng đã thể hiện được những sự tích cực trong những trận đấu đầu tiên khi mà thứ nhất đội tuyển U17 Việt Nam thì cũng đã thể hiện được sự áp đảo gần như tuyệt đối của mình trước các đội bóng như là Kyrgyzstan hay là U17 Myanmar bằng một lối chơi phối hợp cũng khá đa dạng, cùng với việc là chúng ta cũng đi bóng rất là tự tin. Thế nhưng cái điều mà các cổ động viên của chúng ta vẫn đang lo lắng lớn nhất đó chính là khâu dứt điểm, một trong những nỗi lo không chỉ riêng với đội tuyển U17 Việt Nam. Bởi sau rất nhiều những cơ hội mà chúng ta tạo ra được thì đội tuyển U17 Việt Nam mới chỉ có được 2 bàn thắng vào lưới của đội bóng đó là U17 Myanmar với những pha lập công của những Văn Dương hay Gia Bảo mà thôi. Đối đầu với đội tuyển U17 Yemen thì đội tuyển U17 Việt Nam chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải chuyển hóa những cơ hội ngon ăn thành những bàn thắng càng nhiều càng tốt. Bởi nếu như không thể tận dụng thành công trước một đối thủ được đánh giá là khá mạnh như thế này thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ rất khó để thể hướng đến một chiến thắng được. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng nhưng tất nhiên thì cũng không phải là quá khó khăn dành cho đội tuyển đó là U17 Việt Nam. Bởi vừa qua thì đối thủ của U17 Việt Nam, đội tuyển U17 Yemen đã bộc lộ khá nhiều những cái lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Trước đội tuyển U17 Kyrgyzstan từng tịt ngòi trước Việt Nam thì đại diện Tây Á thậm chí đã phải thủng lưới tới tận 2 lần và cũng rất may mắn thì họ mới có được một chiến thắng chung cuộc với tỷ số đó là 3-2. Và khả năng chống phản công cũng như phòng ngự biên của đội tuyển U17 Yemen thì cũng có khá nhiều những vấn đề mà đó là những điểm mạnh của đội tuyển U17 Việt Nam. Thế nên chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để có thể khai thác vào những cái điểm yếu của đối thủ để mang đến những bàn thắng. Về khả năng phòng ngự thì đội tuyển U17 Việt Nam hiện nay là đội bóng duy nhất chưa thủng lưới tại bảng Y. Và đội tuyển sẽ cần phải phát huy điểm mạnh này khi mà đối đầu với một hàng công đến từ đại diện của Tây Á. Họ đã ghi được tới tận 9 bàn sau chỉ có 2 trận đấu thôi. Rõ ràng một bóng có hàng công tốt đối đầu với một bóng có hàng thủ cũng rất chắc chắn sẽ mang đến một trận đấu cực kỳ thú vị. Theo quy định mới nhất của ban tổ chức như chúng tôi có đưa thì 10 đội nhất và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có mặt tại vòng chung kết. Với các đội có 4 đội xin lỗi quý vị thì thành tích của đội nhì bảng với đội bét bảng sẽ không được tính. Với đội tuyển U17 Việt Nam thì như chúng tôi đã phân tích ở trong bản tin trước thì chỉ cần thắng thôi là chúng ta sẽ chắc chắn đi tiếp. Thế nhưng mà hòa thì cũng không phải là kết quả quá tệ. Nhưng mà hiện nay thì với đội tuyển U17 Việt Nam thì chúng ta cũng không thể nào mà dựa vào yếu tố may mắn để quyết định cho tấm vé đi tiếp được. Mà cái điều quan trọng nhất với đội tuyển U17 Việt Nam là chúng ta sẽ cố gắng nắm được cái lợi thế của mình đó là sân nhà, hướng đến một chiến thắng để có được cái ngôi vị đó là Nhật Bản. Và thực tế nếu như có được một điểm thì tức là hiện nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có được đó là 5 điểm. Nhưng mà chúng ta sẽ phải chờ đợi ở trận đấu cuối cùng. Chúng ta phải mong rằng là đội tuyển U17 Kyrgyzstan phải thua đội tuyển U17 Myanmar. Bởi chúng ta chỉ có được 1 điểm trước Kyrgyzstan thôi. Trong khi đó thì chúng ta có được 3 điểm trước Myanmar. Vì vậy mà nếu như đội tuyển U17 Kyrgyzstan để thua đội tuyển U17 Myanmar, họ sẽ có được vị trí bét bảng. Và như vậy là cái thành tích đối đầu của đội tuyển U17 Việt Nam với Kyrgyzstan sẽ không được tính. Và khi đó thì chúng ta chỉ mất có đúng 1 điểm thôi. Nhưng mà như tôi đã nói rồi, hiện nay thì điều quan trọng nhất của chúng ta đó là phải hướng đến mục tiêu cuối cùng, đó là chiến thắng mà thôi. Trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay vào lúc 19 giờ thì các đội bóng đó là U17 Việt Nam cũng như là đội tuyển U17 Yemen thì cũng đều có một lượng tốt nhất để chúng ta bước vào trận đấu cuối cùng này. Quý vị và bạn hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho những chiến binh sao vàng, cho thầy trò huấn viên Roland, bởi dẫu sao thì với đội tuyển U17 Việt Nam, 4 điểm trong 2 trận đấu đầu tiên cũng là một kết quả có thể nói rằng cũng rất khả quan và cũng đáng ghi nhận rồi, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, liên quan đến lịch thi đấu của giải U17 châu Á 2025 này thì chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chút những thông tin liên quan đến lịch thi đấu của các đội bóng nhé. Đó là vào lúc 18:35 thì đó là trận đấu giữa đội tuyển U17 Hàn Quốc và đội tuyển U17 Trung Quốc. Đây là một trận đấu sẽ cạnh tranh cho cái vị trí đó là Nhật Bản.
vào lúc 19 giờ. Đương nhiên, đó là trận đấu rất đặc biệt, đội tuyển U17 Yemen và đội tuyển U17 Việt Nam. Cũng vào lúc 19 giờ, đó là trận đấu giữa đội tuyển U17 Campuchia và đội tuyển U17 Philippines. Vào lúc 20 giờ, đó là trận đấu giữa đội tuyển U17 Thái Lan và đội tuyển U17 Ấn Độ. Vào lúc 21 giờ 30 phút, đó là trận đấu giữa đội tuyển U17 Indonesia và đội tuyển U17 Australia. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, đó là trận đấu giữa Nhật Bản và Qatar. Và vào lúc 1 giờ ngày 28 tháng 10, một trận đấu giữa U17 Hồng Kông và U17 Syria. Đó là những thông tin liên quan đến lịch thi đấu của giải bóng loại U17 châu Á 2025 mà chúng tôi muốn cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn có thời gian theo dõi trong cái khung giờ nào thì hãy cố gắng cập nhật để theo dõi quý vị và các bạn nhé. Còn thưa quý vị và các bạn, một thông tin tiếp theo liên quan đến đội tuyển Việt Nam cũng như Công Phượng. Thì mới đây, một cựu danh thủ của đội tuyển Việt Nam của chúng ta trước đây đang ủng hộ để cho Công Phượng có thể lên đội tuyển. Và đó là cựu tiền đạo danh thủ Thạch Bảo Khanh. Kính thưa quý vị và các bạn, vào buổi chiều ngày 26 tháng 10 thì chiếc cúp vàng EF Cup đã có mặt tại Ion của Hà Nội để chúng ta người dân có thể chiêm ngưỡng cũng như là giao lưu với các cựu danh thủ, đó là Thạch Bảo Khanh cũng như là Dương Hồng Sơn. Chia sẻ tại chương trình có rất nhiều người tham gia này thì cựu thủ môn của đội tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn có chia sẻ như thế này: chức vô địch EF Cup 2008 là danh hiệu để đời trong sự nghiệp của tôi. Tôi mong rằng cầu thủ sẽ luôn đoàn kết, giành kết quả cao nhất tại kỳ AFF Cup 2024 sắp tới. Quả thực chứng kiến chiếc cúp ở bên, tôi như gợi nhớ lại cái ước cách đây 16 năm vậy. Và khi bước vào giải đấu, toàn đội đã vượt qua những khó khăn nhờ sự đoàn kết, cho nên tập thể đội tuyển Việt Nam đã lớn mạnh qua từng trận đấu và bước lên vực bình cao cao nhất. Hy vọng rằng một kết quả tốt sẽ đến với đội tuyển Việt Nam. Còn một cầu thủ khác, một cựu cầu thủ khác, đó là Thạch Bảo Khanh thì có tâm sự về cái chức vô địch năm 2008 như thế này. Năm 2008, huấn luyện viên Calisto có chia sẻ với những cầu thủ rằng: chúng ta chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là ngôi sao trên ngực áo thôi. Hãy vững tin vì có hàng triệu người hâm mộ đằng sau để hỗ trợ. Và sau lời nói ấy thì chúng tôi đã có động lực và có trách nhiệm để nắm lấy tay nhau, đoàn kết cuối cùng giành chức vô địch. Và hiện nay thì câu chuyện mà nhiều người chúng ta đang quan tâm lớn nhất đó là vị trí của Công Phượng. Thì liệu rằng Công Phượng có thể lên đội tuyển hay không? Thì Thầy Bảo Khanh đã có một cái câu chia sẻ rất hay như thế này: không chỉ Công Phượng mà đội tuyển Việt Nam có rất nhiều những hy vọng và những tín hiệu vui. Tuấn Anh vừa rồi thì cũng có bàn thắng rất đẹp tại cúp C2 châu Á. Còn bản thân tôi thì cũng luôn mong những cầu thủ tốt nhất sẽ được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Còn huấn luyện viên thì sẽ đưa ra sự lựa chọn về mặt đội hình, rồi là dựa trên những phong độ cao nhất của những cầu thủ. Công Phượng thì cũng đã có một trận đấu ra mắt tại giải hạng nhất trong màu áo của Bình Phước gặp Hòa Bình FC. Trận đấu đó thì Công Phượng cũng đã có được bàn thắng và tôi rất mong rằng Công Phượng sẽ được lên đội tuyển để thi đấu trong giải đấu được tổ chức tại cuối năm nay. Và đó những phát biểu của những cựu danh thủ của tuyển Việt Nam. Hiện nay thì với kỳ AFF Cup 2024 sẽ được diễn ra từ khoảng cuối tháng 12 tới. Và đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì nằm tại bảng B, gồm có các đối thủ như Lào, Myanmar và đặc biệt là hai đối thủ cũng được đánh giá rằng sẽ khá là khó chơi, Philippines và đặc biệt đó là Indonesia. Trong khi đó thì bảng Nga quy tụ các đội tuyển như là Thái Lan, Singapore, Campuchia, Timor Leste và Malaysia. Đội tuyển Việt Nam thì đã có được 2 lần vô địch vào các năm 2008 và 2018. Và hiện nay theo lịch trình thì đội tuyển Việt Nam sẽ có một chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trong tháng 11 để chúng ta chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á. Hy vọng rằng là cái đợt cứ dượt lần này sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có được thêm những cái trải nghiệm tốt hơn và chúng ta sẽ có được cái điều mình muốn, đó là ít nhất sẽ có mặt tại trận chung kết của kỳ AFF Cup 2024 quý vị và các bạn nhé. Và tới đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần thông tin tiếp theo.